Đấy, mọi người chơi kiểu chết làm sao được. Nào phủ này. Đấy, sử dụng chiêu thủ khiên đứng đây nhá, anh em đánh thoải mái luôn. Chỉ sợ mỗi MG thôi, MG dồn đam là chết thôi, còn các class khác thì xin mời luôn. Nhào vô. Quánh đệ. Quánh đệ. Không mà chết được luôn. Chỉ sợ MG thôi, ủ cú xì ke kìa, ủ cú xì ke mà quạt mình cái cho mình chết luôn đây này. Đấy nhá. Đối với game này không có máu nhá, không có bán máu trong shop. Không có bán máu trong shop, do vậy là gì ạ? Chúng ta chỉ sống. Chết rồi thằng này. Chết bố rồi. Đấy, con đi. Con game này là không bán máu trong shop nhá, do vậy mà anh em không cần phải bơm máu. Xin chào tất cả mọi người, lại quay trở lại với tựa game MU Online, và đây là con game MU-BK.com. Đây là tựa game chơi trên PC nhá. Hiện tại trên thị trường bây giờ một số game bắt đầu là gì ạ? Chơi trên điện thoại hoặc là mobile. Thì riêng con game này vẫn là hướng theo kiểu cổ điển ngày xưa, đó là chúng ta chơi trên PC thôi, không chơi trên được mobile. Và hôm nay trong video này sẽ cùng anh em review Arc Top 1 bây giờ gồm những đồ gì, đúng không? Đây, anh em đang đứng tại map Arena Server 1 đây. Chuẩn bị chúng ta đi boss siêu nhẹn rồi. À, chúng ta cùng review nhanh nhá. Đầu tiên là set đồ đi. Thì đây là set đồ nhá. Set đồ hiện tại bây giờ đang là có 3 kiểu đồ chính. Đầu tiên là set Lam Thần full thần này, set thức tỉnh full thần này, thấy chưa? Và set Classic, tức là set đồ cổ ấy, chỉ số sức mạnh như nhau. Đấy, loại này thì là gì ạ? Là full thần. Còn lại này chỉ là gì ạ? X1 dòng và gì ạ? 5 dòng socket thôi. Để kiếm huy hiệu socket thì anh em có thể sử dụng các cái món đồ thần, đồ X rơi ở trên map Arena này. Chúng ta có thể về map Lorencia. Đây. Map Lorencia gặp cái thằng này và chúng ta gì ạ? Xoay ra huy hiệu thôi. Và khu socket thì chúng ta có thể đi săn bằng cách là gì ạ? Tham gia boss siêu nhện này và boss Kundun buổi tối nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi tham gia boss siêu nhện này, boss nhện đóng cửa sau 3 phút này. Qua map Anas này. Được chưa? À, để vào thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải vào gui nhá. Đây mình sẽ tạo một gui mới đi. À, gui là gì đây? À, next đi. Next. Rồi ok. Một chấm đây. Thái làm 4 chấm xung quanh đi. Tiếp theo. Rồi next. Rồi. Tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ vào nhá. Này, bóp nhện này. Còn 3 phút nữa này. Vâng, anh em đang đứng ở đây và chờ tới giờ đi bóp nhện rồi. Tiếp tục chúng ta cùng review nhá. Rồi set đồ nhá, set đồ xong rồi này. Giờ bắt đầu là đến wing nhá. Wing. Wing hiện tại bây giờ có 3 loại. Đầu tiên là cánh này. Này, wing cấp 6 là cao nhất nhá, cánh cấp 6 này. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng áo choàng này. Đấy, chỉ số y xì nhau luôn. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng là gì ạ? Cánh DK cấp 2. Đây gọi là cánh rồng 2.0 này thì chỉ số y xì nhau. Anh em nào mà thích sử dụng đồ cổ ấy, đồ classic thì chúng ta kết hợp là gì ạ? Đây chúng ta cùng kết hợp luôn nhá. Xem nào, bỏ này xuống đi. Này, bỏ cái đồ quần áo ấy xuống này. Chúng ta có thể đeo cái set giống đỏ lên. Đấy. Để nó hợp với cái wing 2 này. Ra đây cái ôi thôi. Đây. Úi rồi. Đây thì đây là set đồ cổ nhá, chuẩn đồ cổ chưa. Đấy, cánh cấp 2 này, bộ set rồng đỏ này, cộng mấy năm này, hỏa long kiếm này và gì ạ, khiên này là khiên vinh quang. Đồ khó chết đám, đề cả kiếm thì khó chết lắm. Đấy thì anh em có thể thích đồ cổ chúng ta để kết hợp giữa gì ạ, wing 2 này, set classic và gì ạ, các loại kiếm 400 này, hỏa long kiếm này rất là đẹp luôn. Đấy, làm cái thủ khiên vào đây thì đánh chết làm sao được. Ok chưa? Đấy, thủ khiên cái này, kẹp chuột. À, đánh ghê. Rồi tiếp tục review nhá. Rồi cánh này, có 3 loại áo choàng này, cánh này và gì là cánh classic. Ok chưa? Chỉ số đều giống nhau hết, đều là option nguyên cấp 6 này. Tiếp tục giờ đến vũ khí nhá. Vũ khí bây giờ đang là đồ vũ khí full cấp độ 400. Ôi, chơi được xong rồi gặp ngay cái ông RF là ông hy sinh rồi. Sugar Doctor nhá. Sugar Doctor giết mình rồi. Nào. Vũ khí này đang là gì ạ? Vũ khí 400, socket một dòng full. Đấy, anh em có thể khảm thêm một cái dòng ngọc socket ở kia. Hiện tại bây giờ con kiếm này đang được khảm dòng gì đây, là tăng sức tấn công ma lực tối đa cộng 30. Ok chưa?
Đấy, khiên này là khiên 400, khiên 400 tạm thời chỉ là full thôi, chưa có socket, sau này sẽ có socket sau. Đấy, khiên Vinh Quang. Rồi tiếp tục, giờ đến là pet nhá. Pet thì có hai loại. Ok chưa? Đầu tiên là gì, là đây là con pet này, con pet tiểu F. Đấy. Loại thứ hai là sói này. Loại thứ hai là sói, à, kẹp chuột bắt rồi. Đây đúng không? Con F này đây thì sẽ có một con pet đi sau. Đấy. Ủa anh em đồng thích nhỉ? Đây sẽ là một con pet đi sau này, ok chưa? Ô anh em không đi săn boss đi mà đi đánh người này. Đấy, con pet đi sau này. Loại thứ hai là loại sói nhá. Cưỡi sói lên này. Ủa chết rồi, ông nào giết cái ông Tú Xì Ke nhá. Tú Xì Ke giết mình rồi. Rồi tí nữa sẽ xử lý sau. Loại thứ hai là loại gì? Sói. Chúng ta chỉ cưỡi, chúng ta sẽ đeo sói lên thôi. Đấy, cưỡi sói. Ôi ông nào cũng cứ đuổi mình thế đấy giờ. Thì mình không thích thì mình sử dụng con tiểu F này lên thôi. Đấy, vừa đi vừa đánh cho F. Rồi, boss nhện bắt đầu xuất hiện rồi. Đại ca Hạo Thiên bắt đầu tiêu diệt được shot boss siêu nhẹ rồi, nhận được 100.000 điểm goblin, đồng thời có tỷ lệ nhặt được thì khuôn cấp 1 nhá. Đây, khuôn cấp 1 anh em có thể vào đây để đánh boss nhện và kiếm này. Đấy. Rồi tiếp tục. Tiếp tục ra đây đứng review review tí đây. Tắt người. Thủ kiên cái này. Thủ kiên cái này tôi lâu chết rồi. Tiếp tục, bây giờ sẽ là đến Ring Pen đúng không? Ring Pen, Pen bây giờ đang là Pen cấp 2 cộng 4. Đấy, Pen cấp 2 cộng 4. Thì Pen này anh em hoàn toàn có thể chỉ nâng cấp hoặc là mua bằng cách chúng ta cày Black hoặc là cày điểm Goblin hoặc là cày Wecoin. Đấy, chúng ta có thể là chỉ mua được hoặc là nâng cấp được. Đấy, còn đến Ring, Ring này là Ring ma thuật, tức là Ring cũng là Ring cấp 2. Ring cấp 2 cộng 1 đang là cao nhất nhá. Và kết hợp với một cái Ring thường thôi. Bây giờ đang là Ring full rồi, Ring full cộng 15 rồi. À, anh em có thể săn boss hộp cun đun, săn rồng vàng thỏ ngọc thì nó rơi ra rất là nhiều, đúng không? Thì đây là gì ạ? Đây là các cái set đồ tối đa rồi, max ping rồi cho top 1 bây giờ nhá. Thì nó là top 1 thôi, bây giờ thì ai cũng top 1 hết, tại vì đồ anh em nâng cấp đều là như nhau hết. Đây này, rồi Diêm Vương này, Diêm Vương tiêu diệt boss siêu nhện, nhận được 100.000 điểm goblin này. Ông nào đang đánh mình này, DK nhá. DK có nhiều loại để chúng ta bui DK này. Đầu tiên là DK chiến, tức là DK chúng ta cầm hai kiếm thì là diện đam cực kỳ to luôn. Còn mà anh em muốn vừa PK vừa thủ được thì chúng ta chỉ sử dụng một kiếm và diện một khiên. À, một kiếm và một khiên. Đây gọi là đánh DK khiên, tức là đam sẽ không to bằng DK cầm hai kiếm, nhưng mà nó có diện có thủ của khiên nữa. Để sử dụng DK khiên tốt nhất ấy, thì anh em sẽ sử dụng vào cái lúc mà đi chúng ta đi PK vui đi công thành chiến, thì khi đấy diện DK khiên này sẽ lao lên đúng không? Cộng mắc thủ đi, cộng mắc máu đi. Đấy, mắc thủ mắc máu luôn. Thì chúng ta sẽ lao lên để chúng ta hút sát thương. Thì để anh em đứng ở đằng sau chúng ta sẽ gì sẽ xả sát thương xong. Để cộng vào DK chiến thì anh em sẽ cộng 30.000 vào sức mạnh này. Năng lượng chúng ta cộng 5.000. Còn đâu chúng ta kháng hết vào nhanh nhẹn. Đó, tức là DK chiến nhá. Thiên về sức mạnh rồi, mắc sức mạnh. Còn đây là DK này, DK thủ rồi, DK ôm bom. Thì chúng ta sẽ cộng vào diện mắc nhanh nhẹn và diện mắc máu để chúng ta lâu chết thôi. Anh em sống sót nhờ bằng gì ạ? Bằng cái bảng master này, tức là gì ạ? Hồi phục máu và hồi phục SD khi mà bị gì ạ? Bị tấn công. Đấy, sử dụng các cái này nhá. Để chúng ta hồi máu rồi, rất là khó chết luôn. Đấy. Là thủ kia này, thủ kia ủ chết bố rồi. Đông như này mà. Sugo Doctor này, Dometo này. Ôi giời ơi, dép tổ ong kìa. Nói chung là chỉ hút sát thương thôi để cho anh em phía sau anh em lao lên thôi. Đấy, đây là DK khiên nhá, thủ này, búp máu cái này, búp máu là bao nhiêu ạ? Búp máu là 70. Búp máu là chúng ta sẽ tối đa được 775.000 máu. 775.000 máu này đấy, quánh đi. Xăm đánh không bao giờ chết được. Và bắt điện chúng ta hiện giờ đang còn gì ạ? Khoảng 2 phút nữa thôi. Quánh em bây giờ đang chặn cổng nhau rồi. Quánh đi. Đấy, xin giới thiệu với anh em đây là DK này là DK khiên nhá. DK khiên. Tất cả các đồ trên người con này đều có thể kiếm được bằng cách là chúng ta đi săn boss nhá. Có rất nhiều các video hướng dẫn anh em chúng ta gì ạ? Kiếm đồ thức tỉnh này bằng cách là đổi 50 lần reset thì chúng ta sẽ đổi được một món đồ thức tỉnh này đúng không? Đồ vũ khí 400 này chúng ta sẽ nâng cấp bằng vũ khí rồng cấp 2 nhá. Vũ khí rồng cấp 2 nâng cấp lên vũ khí 400. Ok chưa? Đấy, Ring Pen này chúng ta cũng nâng cấp bằng gì? Black hoặc là bằng điểm Goblin kiếm được.
Ui, anh chết chưa, anh chết chưa? Ui, túi xe ra chém cái cũng chết rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người trong con game MU-BK.com. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.